Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi sáng nay như đã hứa thầy Pháp Lưu xin phép được quay tổng quan giới thiệu về làng Phật giáo Nguyên Thủy Yên Bái. Ngày xưa trưởng lão khi còn trụ thế, ngài có viết về tu viện Chân Như, giới thiệu tu viện Chân Như, giới thiệu lịch sử chùa Am, giới thiệu tu viện Chân Như. Trưởng lão nói rằng thầy giới thiệu tu viện Chân Như nhằm giúp cho những người có duyên yên tâm về tu viện, cũng giúp cho những người nhà có người tu trong tu viện yên tâm về tu viện. Và khi sinh thời trụ thế thì trưởng lão có các học trò đã quay cảnh tu viện Chân Như và giới thiệu về tu viện Chân Như. Lúc khi ấy thì đây là một cái điều tốt đẹp để tri ân công đức, cũng là cái điều tốt đẹp để cho mọi người thấy được điều lành. Khi đó thì có các cái người trò làm ký giả, ví dụ như anh Thanh Trí Võ là một cái người chuyên viết, và một ký giả đó là những ký giả như thầy Minh Đức, đó là giúp trưởng lão và nhiều học trò nó giúp trưởng lão giới thiệu tổng quan về tu viện Chân Như và đường lối tu tập để cho mọi người thấy được chánh pháp, thấy được điều lành. Và nay thầy Pháp Lưu cũng học trưởng lão giới thiệu lại, thứ nhất nhằm tri ân công đức Phật, tri ân công đức trưởng lão, tri ân mọi người và các học trò làng tu và anh em huynh đệ bè bạn, cũng là để giới thiệu về đời sống tu hành của làng Phật giáo Nguyên Thủy, để cho mọi người cùng thấy điều lành và phá bỏ đi những cái tà kiến, cũng là để cho những người có tâm tà ác, tà kiến, nghe tin đồn và làm mất duyên lành, xúi dục và phá bỏ nhằm hãm hại thầy trò làng Nguyên Thủy. Đó là cũng là cái điều lành để mọi người từ bỏ đi cái điều ác. Hôm nay thầy Pháp Lưu xin phép, bởi vì các học trò hiện nay cái việc này thì có Đại Hùng là thành thạo, nhưng Đại Hùng thì lại đang an cư hạ, không ra thất, cho nên thầy đành phải trực tiếp làm thay các trò. Giới thiệu về làng Phật giáo Nguyên Thủy cũng là để cho mọi người chúng ta hướng đến điều lành mà lời dân dạy của Đức Phật cũng như của trưởng lão Thích Thông Lạc, để cho những học trò chúng ta vươn lên. Thế và ở đây cũng là để tri ân mọi người, thầy trò làng Nguyên Thủy đã hoàn thành di nguyện của trưởng lão để lại. Di nguyện của trưởng lão để lại, trưởng lão dạy chúng ta sống yêu thương, đoàn kết, và các con phải chung lưng đấu cật lập chú sứ chuyên tu ở miền Bắc và xây dựng tổ chức đường lối tu hành cho mình. Ở đây thầy trò làng Nguyên Thủy đã hoàn thành di nguyện của trưởng lão và giúp đỡ mọi người tu tập. Giới thiệu cũng để cho những người nhà có người thân tu tập sống ở làng Nguyên Thủy Yên Bái yên tâm, và cũng để cho các trò phương xa yên tâm, để chúng ta xây dựng tình đoàn kết, để chúng ta phá bỏ đi những tà kiến, những nghi ngờ. Đây là một điều mà thầy Pháp Lưu muốn làm bấy lâu, nhưng do thời gian, do nhiều cái việc mà hôm nay thầy Pháp Lưu mới chính thức trực tiếp giới thiệu tổng quan về làng Nguyên Thủy. Có lẽ chúng ta bắt đầu đi một vòng tổng quan về làng,
thầy đặt là làng Phật giáo Nguyên Thủy, bởi vì muốn khơi gợi cho mọi người một cái cảnh làng quê thanh bình, chứ thực ra nó là một trú xứ chuyên tu. Đây là cái khu cũ, đây là một cái khu ở giữa làng. Khu này là khu bên bà con. Ở đây là khu này là cái khu thầy nghỉ ngơi, bà con dân làng và gia đình làm thất cho thầy để thầy nghỉ ngơi, thầy tiếp bà con dân làng cũng như là mọi người thân hữu, bạn bè anh em. Đây là cái khu nghỉ ngơi của bởi vì thầy tiếp khách ở bên này, làng quê bên này nó sẽ không ảnh hưởng đến sự ồn ào huyên náo của cái khu các tu sinh tăng ni cư sĩ. Bên này là ngôi nhà của bà ngoại thầy. Ngày xưa ấy, bà nuôi sư, nuôi hơn chục sư, và sau này do bị chống khóa, do bị nghi ngờ cho nên các sư buộc phải ra đi. Cho nên sau này thầy về thầy lập làng thì bắt đầu mới thành lập cái làng Nguyên Thủy, thành lập cái trú xứ bên kia. Bên này là bà ngoại thầy cho và thầy xây dựng để làm cái nơi mọi người bà con dân làng giúp đỡ gia đình, là thầy tạo cái nơi tiếp duyên bà con. Thầy tổ chức xây những cái mái nhà tranh ấy, nó mộc mạc thôn quê. Ngày xưa cái thất của thầy ở ngoài ven suối nó tiều tụy, nó khổ quá, thì bà con mới bảo thầy xây về đây. Đây là mấy cái chỗ nghỉ ngơi, phòng khách nghỉ ngơi bên này là để dành cho những cái người mà bệnh trọng, những người mới đến mà cầu tìm những bệnh trọng cần được thầy chăm sóc gần gũi bên cạnh trực tiếp ở đây. Thì đây là những cái phòng nghỉ, nhà nghỉ. Mùa dịch thì không ai được về cho nên là các cái khu này nó vắng vắng tanh. Đây các lối đi vào bờ rào đá là chúng ta nhặt từ suối về, tiết kiệm mà nó tự nhiên. Đây là cái khu này là cái khu cái phòng khách để dành cho người bệnh mà cần đến thầy trực tiếp. Chắc nhiều trò về làng sau 2 năm mà chưa về chắc giật mình vì cái sự bài bản của chú xứ hôm nay. Đây là cái nhà văn hóa giữa làng của bà con. Ở đây thì chính quyền họ cũng tham vấn chúng ta
để những cái bảng pano hướng dẫn bà con sống lành, sống sạch này, không tàn sát môi trường, sống không nói tục các thứ ở đây, không tranh cãi bất hòa này, không thả chất thải rồi, không bẫy chim, không đánh cá tàn sát môi trường này, không vứt rác này, trồng cây tạo cảnh quan này. Ở đây chính quyền thầy cũng tham gia với chính quyền về xây dựng một lối sống đạo đức. Đây là khu giữa làng của dân làng bà con. Nhưng bà con thì cũng học theo chúng ta. Bà con cũng xây dựng một cái nếp sống ấy. Đây là nhà bác Thanh, đại tá công an. Lãnh đạo đại tá công an về sống thanh bần thế đó. Chúng ta bắt đầu đi qua cây cầu này. Các trò mà 2 năm nay không về thì ngày xưa nó là cái cây cầu nhỏ, bây giờ nó là một cái cầu to. Ngày xưa cái cầu cũ bên này, còn bây giờ chính quyền họ xây một cái cầu to nối thông hai bên bờ của làng. Cái cầu này thì mùa xuân vừa rồi thầy trò làng tu sơn nó thành màu. Sơn thì nó thành cái màu thanh cảnh của đó. Cái con đường của cái cầu rất là rộng rồi. Các cô cư sĩ đang làm vườn. Đang lao tác xả tâm. Ở đây là con đường đi kinh hành ngoài đồng. Ở đây phường Hợp Minh họ cấm tàn sát môi trường, cùng chung tay bảo vệ môi trường, tạo nên một cái cảnh làng quê giữa thành phố. Làng của chúng ta giữa thành phố Thanh Bình, thuận tiện giao thương đi lại nhưng cũng rất là yên tĩnh. Đây là khu tiếp đón cư sĩ. Đây là các cư sĩ đang lao tác xả tâm. Đây thầy cho xây những cái bức tường đá lấy từ suối về. Nó rất tự nhiên. Nhà mái cọ mát mẻ nhưng tường gạch mộc mạc. Đây là khu đón tiếp cư sĩ. Các cái khu nhà. Đây là bài kinh 10 điều lành mà Đức Phật dạy cư sĩ và dạy ngài tu Bồ Đề. Cổng có chữ sống yêu thương. Cư sĩ sống yêu thương và sống làm thiện. Nếu người làm việc thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứ thiện được an lạc. Bài kinh Pháp Cú bên này. Gì đấy con? Chúng ta đi qua khu tiếp đón cư sĩ, chúng ta sẽ đi vào
một khu mới. Hai bên đường này là những hàng hoa râm bụt quê, nó dài lắm. Cái đường kinh hành của chúng ta ấy, nó dài gần 2 cây số. Hai cây số đường kinh hành vắng vẻ. Ở đây là có những vườn trúc đang lớn, vườn trúc mới trồng. Thầy trò trồng những lũy tre xanh làng quê. Trưởng lão Thích Thông Lạc có nói sau này ai mà lập chú xứ thì trồng nhiều tre trúc tầm vông. Nó mang cái nét văn hóa Việt Nam, bản sắc Việt Nam. Khu phía làng ngoài, phía ngoài này là một số bà con nhà dân cũ ở đây. Đây là một nhà dân cũ ở đây. Ngoài tường thì có các tường rào, thì có các bài kinh pháp cú. Như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sanh tử phải làm nhiều việc lành. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứ ác tất chịu khổ. Không bệnh lợi tối thượng, biết đủ tiền tối thượng, thành tín đối với nhau là bà con tối thượng, niết bàn lạc tối thượng. Chiến thắng sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau, sống tịch tịnh an lạc, bỏ sau mọi thắng bại. Chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Chúng ta đi vào tiếp tục khu chuyên tu. Ở đây là khu chuyên tu ni và nữ tu sinh. Ngoài cổng có chữ thanh thản an lạc vô sự. Một cái cổng mái lá rất là gọn gàng. Hiện nay thì dịch bệnh cho nên chấp hành cùng chính quyền, không ai được phép vào ra tham quan hay là vào ra ở đây. Người tu sinh trong làng không tiếp xúc bên ngoài. Ở đây là những tất cả mọi người ở đây, đất đai đã được hợp pháp, của làng tu đã được hợp pháp, và cư trú hộ khẩu của tăng ni cư sĩ chúng ta đã hoàn thành hợp pháp. Chúng ta có quyền sống, quyền thực hành cái sự quyền tự do sống ở đất Yên Bái. Đây là một cái điều mà chính quyền Yên Bái rất là tốt. Họ đã tạo điều kiện cho chúng ta thực hiện cái đời sống lành. Ít có một nơi nào mà chính quyền tạo cái điều kiện tốt lành, thông cảm, giúp đỡ cho người chúng ta được như vậy. Đây là những lũy tre, bụi tre mai này chỉ có Tây Bắc, vùng phía Bắc này, rừng núi mới có cái tre mai. Hôm nay thầy
đưa lên để cho những người tà kiến, những người nghi ngờ, những người chống phá, những người ác tâm với làng hiểu được. Đây là bài kệ Buông Xuống Đi của trưởng lão Thích Thông Lạc. Bước chân vào đây thì phải buông xuống hết, mà sống lành, mà tu hành. Buông xuống đi hay buông xuống đi, chớ giữ làm chi có ích gì. Ôm vào đau khổ vô cùng tận, buông xuống ngay liền vạn khổ đi. Chúng ta tiếp tục đi vào cái khu chuyên tu ni và chuyên nữ tu sinh này. Thấy mục sở thị cái đời sống tổ chức tu hành theo chánh pháp Phật, theo bát chánh đạo của làng Phật giáo Nguyên Thủy, Yên Bái. Đây là các cái biển treo ở gốc cây nhắc nhở mọi người sống độc cư, không tụ tập, nói chuyện ngoài. Nhắc nhở các tu sinh đang tu, những người đang tu. Đây là cái biển ghi bài kinh, những bài kinh Tê Ngưu Một Sừng. Như nay trong núi rừng không gì bị trói buộc, tự đi chỗ nó muốn để tìm kiếm thức ăn. Như các bậc hiền trí thấy tự do giải thoát, hãy sống riêng một mình như Tê Ngưu Một Sừng. Xung quanh các cái khu vườn, khu rừng của làng toàn trúc thôi. Trúc ở đây, trúc ở Yên Bái rất là đẹp, rất là thanh cảnh. Hiện nay người ta đi du lịch về Yên Bái, cái việc đầu tiên đó là những rừng trúc đẹp. Đây, những trúc này rất là quý hiếm. Chúng ta đã trồng ở làng thành những vườn trúc, những rừng trúc. Nó giống như Đức Phật ngày xưa đó, Ngài xây dựng một thiền tịnh xá trúc lâm. Đây là sức thất của Ni Sư Tâm Thuận. Ở đây chúng ta không được phép dựng lều tạm bợ, bởi vì ở đây các trò phải hiểu ở đây là thành phố. Thành phố thì có nghĩa thành phố thì có nghĩa là không như thôn quê mà ấy, thích dựng lều tạm bợ được. Mà ở đây thành phố, chúng ta, người ta cấp phép xây dựng cho chúng ta là cấp phép xây dựng nhà ở. Chúng ta phải xây dựng kiên cố, không được làm nhếch nhác cảnh quan thành phố. Cho nên chúng ta phải chấp hành cái đó, và chúng ta phải thiện xảo xây dựng. Và chúng ta xin cái cấp phép xây dựng nó được thành phố cảm thông, nhưng họ cũng giúp đỡ, nhưng chúng ta cũng phải xây dựng cho đúng cái không làm mất cảnh quan đô thị của thành phố, mà nó lại tạo nên một cái nét đẹp riêng của thành phố ở một góc. Nét đẹp cảnh quan xanh, sinh thái mà gọn gàng. Đây là thất của nữ tu sinh, kia là thất của sư bà Huệ Hải, 83 tuổi rồi. Sư bà 83 tuổi sáng vẫn bộ hành gần chục cây số. Đây cũng là một bài kinh về Tê Ngưu Một Sừng. Chúng ta xây dựng ở đây nó rất là tiết kiệm, giản dị nhưng bền đẹp, gọn gàng, thanh tịnh, không lãng phí tiền bạc. Mà chúng ta sống giản đơn. Những cái thất này rất là mát về mùa hè và ấm về mùa đông. Những con đường này thầy rải sỏi, trộn sỏi và rải để chống trơn, chống rêu để các người già đi đỡ trượt ngã. Đây cũng là một bài kinh dạy về
đời sống độc hành, đời sống một mình, tê ngưu một sừng. Nên những lũ tre bắt đầu lên. Ở đây trong làng thì rất nhiều cây gỗ quý. Thầy bảo tồn giống cây gỗ đinh hương đang bị nguy cơ tuyệt chủng. Cây gỗ đinh hương trồng rất là đinh lim xến tấu, trồng trong làng tu. Làng tu như một khu rừng. 4 năm trước vùng này hoang hóa, đất trơ, nắng chang chang. 4 năm sau nó đã thành một khu sinh thái. Đây là khu nhà khách, khu tiếp đón ni nữ tu sinh. Đây cũng là bài kinh Tê Ngưu Một Sừng do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch từ một bộ Đại Tạng Kinh Pali. Những khóm tre vàng tập sống im lặng. Chúng ta thấy trong làng các cái mọi người sống yên bình đến cái mức cả làng không một tiếng động, cả một trú xứ không một tiếng động. Đây là cái nơi để thầy tiếp khách và ni trưởng tiếp khách và các cái ngồi chơi của các ni và nữ tu sinh. Đây là lời chia sẻ về tâm bất động. Tâm bất động không phải là không nghe, không thấy, không biết. Tâm bất động là ở chỗ mình có nghe, có nhìn, có thấy, có biết mà không hề động tâm phiền não, sân hận, buồn khổ, chướng ngại. Ví như ai đó nói xấu mình, chửi mình, dù có đổ phân, đổ nước tiểu lên đầu mình cũng không thấy giận. Nhưng khi ngồi chơi một mình thì tâm hồn vắng lặng, thanh thản. Đây là lời chia sẻ về tâm bất động. Làng cũng có những cây cọ đặc trưng của Tây Bắc, rừng núi. Nó có điều kỳ diệu là ở xứ Phật Ấn Độ cũng có rất nhiều cọ. Và ở làng Nguyên Thủy Yên Bái cũng rất nhiều cọ. Đây từ nhắc nhở không phóng dật. Bên kia vẫn là xung quanh, vẫn là thành phố, nhưng ở giữa chúng ta bình yên. Mình đi mình không được cười đùa như thế nhá. Khi đang tu, sư phải nhớ khi đang tu chúng ta giữ cái đức hạnh người tu. Thời khóa, thời gian tu chúng ta phải nghiêm chỉnh nhé. Còn khi nào ngồi chơi, xả tâm động viên nhau, lúc đấy là quay ra ngoài mà động viên nhau nhé. Quay ra thế nào, hiểu thế nào là lúc quay ra ngoài, lúc quay vào trong. Lúc quay ra ngoài an hòa, động viên nhau chia sẻ. Không phải là tranh luận mà chúng ta động viên nhau. An ủi, động viên, sách tấn, động viên chia sẻ với nhau. Không phải chia, không ai được quyền chia sẻ giáo pháp ở đây đâu. Mà là động viên nhau. Người ốm đau, người mệt nhọc, người thế này thế kia, buồn khổ nhá. Động viên nhau tu. Còn khi mình đã đang thời khóa tu, mình vừa đi vừa nói chuyện, nó đâu còn là hạnh người tu. Mới về thì phải xem xét mọi người nhá. Học theo mọi người. Rồi, không có gì đâu. Đi kinh hành thì đi một mình, vừa đi vừa sóng hàng, vừa đi vừa nói năng, thế nó phạm vào thanh quy, nó không có quay trong, hiểu thế nào là một mình an tịnh. Thầy xin lỗi, thầy thấy
hai người mới. Chưa quen nề nếp. Đây là khu của các ni. Các ni bây giờ yên tâm rồi. Trú xứ đất đai hợp pháp, hộ khẩu yên tu, không có. Đây là ni sư Diệu Thư. Đây là Tâm Nhã. Đây là các nữ tu. Khu bên trong này, cái đường bên trong này, chúng ta mở khu ni tiếp. Nhưng bây giờ sức thầy mệt rồi, nghỉ đã. Các trò hay đùa, đây là cầu thang lên trời. Đây là lên khu nữ tu bên trên. Chúng ta làm không phá hoại thiên nhiên mà làm theo triển dốc. Mấy chú thủy nông đang đi nhờ xe máy vào làng. Đây là Minh Huệ. Đây là Ngọc Nhẫn. Đây là khu nhà bà cụ Hoa. Năm trước cụ nhường lại cho làng. Cụ đi ra phố và thầy trò sửa sang sơn lại cái nhà cũ để làm cái chỗ mà Diệu Tuệ này. Chín điều chuyên tu chuyên tâm. Đây là cái bếp ăn. Các cái cư sĩ, các cư sĩ nấu cơm cúng dường người tu, chăm lo người tu. Chúng ta xem cái bếp của làng. Thầy thì không được phép vào. Nó rất khoa học, gọn gàng. Bếp này có thể bình thường có thể phục vụ được cho 300. Nhưng bây giờ là mùa dịch thì chúng ta sinh hoạt của ở đây không có khách về, không có đón tiếp, chỉ toàn người cũ ở đây. Thế và đây là nấu cơm để cúng dường cho mọi người. Các cư sĩ sắp xếp rất là khéo léo. Bình thường thì không ai được vào đây, tránh ồn ào. Các cư sĩ nấu bếp vẫn còn có cửa sổ để ngắm ra ngoài vườn, thoáng mát. Ở đây các trò sắp xếp rất là khoa học, nề nếp. Một cái người có biết tu hay không chỉ cần nhìn vào cái bếp, một cái việc làm có cẩn thận kỹ lưỡng hay không. Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy chánh niệm tỉnh giác, cẩn thận kỹ lưỡng, an vui trên từng việc nhỏ. Nhìn cái bếp của làng là biết là cư sĩ có biết tu hay không. Sư cô Thanh Đức.
Minh Hiền. Những cái hàng trúc mới trồng nó thành ngõ trúc. Lửa nào bằng lửa tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào sánh khổ ẩn, lạc bà nào bằng tịnh lạc. Đây những bức tường được các học trò chép những bài kinh. Đây là lời dạy của trưởng lão về lòng yêu thương. Từ tình thương mà ta được sinh ra, do tình thương mà ta được nuôi lớn, có tình thương ta sống chan hòa, nhờ tình thương chúng ta giải thoát. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Ở đây là một cái dòng chữ, câu nói nổi tiếng của trưởng lão Thích Thông Lạc. Sống không tự làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ tất cả chúng sinh. Tức là sống không tham lam, không uế ác thì không làm khổ mình, phiền não, chướng ngại. Không thù hận, không oán trách, không ganh tị thì không làm khổ người, không gieo nhân khổ đau. Và không tình yêu thương đa hướng, không làm hại tất cả sinh linh, có nghĩa là không làm khổ tất cả chúng sinh. Đây là khu của Đại Hùng đang an cư. Đại Hùng đây, mọi người chắc biết Đại Hùng. Mấy trò dưới này. Không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Mấy cô cán bộ văn hóa thành phố, văn hóa tỉnh vẽ rất là đẹp. Chúng ta bắt đầu hành trình sang khu Nam. Đây là con đường lên xuống dốc. Thầy phải cho làm các lan can để người già có tay vịn và những người yếu để trẻ con đi đỡ lao xuống hai bên. Hai cây bồ đề thầy trồng nó đã to thế kia rồi. Thầy ơi rộng thế. Rộng lắm. Ai không quen mà đi giày cao gót vào đây thì nửa vòng quay về. Do lòng từ thương mến. Đây là bài kinh Tê Ngưu Một Sừng. Yêu thương và tha thứ. Các bức tường có những cây bám tường rất là sinh thái xanh. Nó đang lên đó. Đời sống hiếu sinh, hiếu sinh tức là yêu thương, yêu mến muôn loài, cây cỏ, vạn vật, con người và loài vật, sự sống muôn loài. Cho nên đời sống của nhà Phật chính là một đời sống sinh thái lành, hiếu sinh, yêu quý sự sống.
Đây là lời dân dạy sống giới hạnh, lời Phật dạy. Thầy bắt đầu phải thân hành niệm ngoại rồi đấy, không thì mỏi chân. Đây lúc nào cũng có những lũy tre trúc. Đây là khu tiếp đón nam. Cái khu nhà tiếp đón nam này là cái khu của anh em trên đang công tác trên Bộ Công an giúp đỡ để tạo duyên để xây dựng để cho người nhà, người thân đến để có nơi, cũng là chỗ anh em lui về. Anh em lui về nghỉ ngơi mỗi khi mệt nhọc, công việc áp lực. Đây là khu tiếp đón. Các thất ở cái khu tiếp đón. Cái khế này rất sai à. Khu tiếp đón này là lối vào của khu chuyên tu nam. Sau có một năm từ một nơi mà chúng ta phải chờ mãi thủ tục về đất đai và xin phép xây dựng, thì đến một năm, sau một năm cây cối đã xanh tươi từ một bãi đất đỏ au. Các nhà dân ở đây có sổ đỏ đất ở nhượng lại cho chúng ta. Những nhà ở đây thì kiên cố, như xây kiên cố theo thiết kế, nhưng thầy lợp cọ lên cho nó mát mẻ. Đây là thiết kế và phê duyệt xây ở nhà ở riêng biệt theo cái nhà vệ sinh công cộng, vệ sinh chung của mọi người đến. Bên trên nóc nhà vệ sinh thì lại có cái chòi nghỉ. Thầy trò rất là khéo thiết kế sao cho nó hợp lý, gọn gàng. Trúc bắt đầu lên xanh ở đây. Một khu rừng trúc mới trồng. Đây là cây gỗ đinh đấy. Trong rừng, một rừng cây gỗ đinh nữa. Khu nam này leo lên cao nhất. Chim chóc bay rợp luôn. Đây là sư Thắng Định. Im phăng phắc. Minh Chuẩn, Thắng Định, Đức Mạnh, Đức Thắng. Tre trúc bắt đầu lên.
một vùng đất bình yên, xinh đẹp, thanh bình, đạo đức, thanh tịnh, yên vui giữa lòng thành phố. Hiểu. Trúc bắt đầu lên xanh rồi, sang năm nó sẽ thành rừng trúc. Một năm sau sẽ thành rừng trúc. Đây là khu dự kiến xây dựng tiếp này. Bên này nữa. Nhưng mà chờ xong thủ tục về đất đai, cái đám này rồi mới xây. Mấy thầy trò cũng cạn sức rồi. Nghỉ ngơi một chút đã. Khu này là cái khu của Nam Sinh. Sau này ai vào Thất Thầy thì đi qua khu Nam thì mới vào được khu Thất Thầy. Có những con chim rất là đẹp. Ở đây môi trường các loài chim nó biết. Nó biết ở đây lành. Nó về đây nó vui chơi, nó sinh sống. Nó không sợ người đâu. Đây này, ở ngay trước mặt. Đây là cây hoa dung rất là to. Mùa hè đấy nó nở thơm ngát cả một vùng. Cây hoa rừng. Bao nhiêu công sức đoàn kết của thầy trò. Có đoàn kết hay không mới biết tu hay không. Người tu lành, người ta cứ nói chứng đạo là cái gì. Không có hiểu, cứ nghĩ chứ trưởng lão của chứng đạo đâu có phải là một ông La Hán lù khù trong hang trong thất. Chúng ta bị nhiễm cái bệnh của ngoại đạo. Nghĩ là nào là cao tăng đắc đạo, nào là cái gì đó. Nó kỳ bí. Đức Phật bảo ta là một người bình thường, nhưng ta cũng không bình thường vì ta không có tham sân si. Một người tu chứng đạo tức là tâm bất động. Trưởng lão dạy rồi, tâm bất động ở đây có nghĩa là tâm luôn thanh thản, vui vẻ, an lạc vô sự. Không động, không sầu, không thối chuyển. Trạng thái tâm bất động, chúng ta cứ đi tìm bất động như gỗ đá, sai đi ức chế rồi. Hiểu sai lời Phật, lời trưởng lão. Rồi thấy ai nói chứng quả là nghe chừng khó chịu. Không biết chứng ông này chứng cái gì. Trưởng lão nói rồi. Người tu chứng là người. Trưởng lão là bậc tu chứng. Ta gọi người trưởng lão. Chưa hẳn đã xuất gia. Tu gốc nghiệp lành này. Phân biệt ở chánh hạnh. Nếu rõ pháp như thật. Vô hại đối quần sanh. Bỏ các hạnh uế ác. Đây gọi là trưởng lão. Người nào mà ly dục được, ly bỏ được các hết các hạnh uế ác, có nghĩa là người tâm vô lậu, bất động giải thoát một cách tự nhiên, nhờ có giới. Giới đây là giới đức, giới hạnh và giới hành. Không phải là cái giới cấm thủ. Không phải là giới trói buộc, bắt buộc, ép buộc. Không phải đội giới lên đầu. Mà đây là giới, tức là một đời sống đạo đức. Tu tập giới luật chính là rèn cho mình một đời sống đạo đức. Ly tham tùy thuận, nhẫn nhục bằng lòng, hiếu sinh. Chứ không phải giới luật, không phải là thứ gông cùm mà đeo lên đầu mà nghĩ chứng đạo. Thế nên có ông tỳ kheo giữ 250 giới ức chế trọn vẹn đâu. Đè nén trong thất, nhưng khi ra thì người ta nói ông ấy thế này thế kia, ông chắn ngang đường, ông ấy suýt đánh lại. Đó là tu cái giới cấm túc. Còn cái người tự nguyện tu hành giới đức, giới hạnh, giới hành
đó là cái người tu giới. Tu giới chứ không phải nhốt mình. Sống độc cư có nghĩa là sống thanh thản, lặng lẽ, yên vui, hòa ái, không gì phóng túng. Sống độc cư có nghĩa là sống quay trong thân tâm, quan sát thân tâm mình tu hành. Đâu phải chui lên rừng lên núi, ăn lông ở lỗ, rồi biến mình thành ông La Hán lù khù, sống vô tích sự. Cho nên khi thầy Pháp Lưu sử dụng điện thoại để mà giảng pháp và chia sẻ với các trò, thì có người bảo sao ông này, ông tu nói trưởng lão tu chứng đạo mà ông lại, ông nói là kinh trưởng lão mà ông lại dùng điện thoại chấp trước đến mức như thế. Trưởng lão dạy khi người đang tu, chuyên tu thì không nên sử dụng điện thoại. Nó sẽ làm cho tâm mình lao sao, mất tập trung tu hành. Còn khi tu xong là trưởng lão còn dùng cả máy tính, sách tay. Mục đích là để gì? Tạo duyên giáo hóa chúng sinh. Trưởng lão còn cho sử dụng tu viện, không thấy làm sao mà giới thiệu được. Đây là tạo duyên giáo hóa chúng sinh. Đôi chim chào mào. Nói chung trưởng lão nói mọi người tu sai hết, không có được một ai hiểu vì chấp thủ. Tu mà hành mà nó không thoải mái vô tư, thoải mái tu tập, cái con người tính không vô tư, hòa ái sẽ không có thể tu được. Một là sợ sệt hèn nhát, hai là chấp thủ, sinh ra tranh cãi bất hòa, đấu đá nhau rồi hiểm tị ganh ghét nhau, sao nói tu được. Làng Nguyên Thủy Yên Bái có tu được hay không, cứ nhìn vào đời sống tu hành của họ thì biết. Họ có giữ gìn giới luật thanh tịnh hay không, họ có sống an hòa đoàn kết yên vui lặng lẽ hay không, họ có làm nên công đức lớn hay không. Nói La Hán thì nó phải có công đức lớn thực sự. Nếu nơi nào có những bậc A-La-Hán sống, nơi đó tuyệt vời. Đức Phật dạy pháp cú: biển làng mạc hay núi rừng, thung lũng hay đồi cao, La Hán trú chỗ nào, đất ấy được an lạc. Cái vùng đất ấy nó phải được an lạc, an vui, nó phải chuyển biến nhân quả, con người thuận hòa, thậm chí đến trời đất còn thay đổi, từ trường lành thay đổi. Người bước chân đến đã thấy điều lành rồi, bước chân đến đã thấy an vui, bước chân đến đã thấy chan hòa đầm ấm, bước chân đến đã thấy bình yên. Hôm nay giới thiệu cho mọi người được yên tâm, các con cái có cha mẹ đang ở đây cũng yên tâm, nhất là mùa dịch này, mọi người ở đây được chăm sóc, mọi người được yêu thương. Ở đây là một đời sống đạo đức tuyệt vời. Đạo đức nhân bản nhân quả soi chiếu đến đâu, khổ đau xua tan ngay đến đó. Nếu tất cả, trưởng lão nói, nếu chúng ta sống đạo đức nhân bản nhân quả thì thế gian này thành thiên đàng cực lạc. Tìm ở đâu đâu. Hạnh phúc là do chúng ta biết hướng lành, biết tu tập điều lành, tích tập điều lành, biết sống thanh thản yên vui, biết tu tập thiền định, biết sống theo trí tuệ đạo Phật.
chúng ta đi xuống phía đường, đi vòng về lối phía đường nơi bà con dân làng cũ ở đây sinh sống. Khu của chúng ta thì biệt lập trên này, nhưng mà cạnh khu bà con. Bà con giờ cũng rất là ý thức, bà con sống theo yên tĩnh, bà con không náo loạn, bà con sống an hòa với nhau. Người hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, đạt an tịnh vô thượng. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Chúng ta đi xuống xóm làng của bà con, dân tình cũ ở đây. Xuống con dốc này. Hết con dốc thì đến khu bà con dân làng xung quanh. Chúng ta ở phía nam, bà con ở phía bắc. Đây có cái khế rất là sai. Nhiều người ngày nay còn không hiểu chứng đạo là cái gì nữa. Nghĩ tưởng tượng ấy, nó ngoại đạo. Xong rồi ham chứng đạo lên. Tưởng tượng như ngoại đạo, xong rồi không biết chứng đạo là thế nào. Xong rồi tranh cãi nhau, đấu đá nhau, tranh giành cái chứng đạo. Hiểm hận nhau. Tranh cái danh. Chia bè kéo cánh, hiểm hận nhau vì cái danh. Khu bà con, bà con cũng kiến thiết theo chúng ta, cũng cổng lá cọ thanh bình. Đây có ghi bốn điều may mắn ở đầu làng phía đông. Đây là đầu làng phía đông. Cái cầu nãy đi là cầu đầu làng phía tây. May mắn thứ nhất, sinh ra được làm thân người. May mắn thứ hai, được yêu thương nuôi dưỡng trưởng thành. May mắn thứ ba, nhờ có tình thương sống chan hòa, không hơn thua bon chen, không giận hờn oán trách, không hận thù. May mắn thứ tư, vì tình thương mà biết tu tập, để sinh sống không phiền não khổ đau. Tuổi già được an vui, sống ít bệnh tật, khi chết cũng được ra đi an nhàn thanh thản. Đây là bà con quê hương Yên Bái ở đây. Đây là một bức tranh mà các cái trò, các cô dạy trẻ con mà thực hành vẽ. Đây là thiên nhiên của Yên Bái, ruộng bậc thang Yên Bái. Kia có cụ ông trong làng đang chống gậy. Khi sinh ra thì có đi bằng bốn chân, tức là bò. Lớn lên thì đi bằng hai chân, và về già thì đi bằng ba chân, tức là có thêm cái gậy. Cụ ông này ở đầu làng bên kia, hay đi qua đây.
Đây là khu an dưỡng cho người già của làng. An dưỡng nghỉ ngơi tu tập của người già trong làng. Mấy cụ đây. Các cụ cao niên này, thầy đang quay. Các cụ già vui thanh thản, sống đạo đức lành. Ủa, cụ Trinh làm đấy hả cụ? Làm cái chỗ này á? Thế à, già rồi đừng có bê cái gì nặng nhá. À, nhớ nó gãy lưng thì đổ tại thầy. Các cụ già sống an hòa, nhẹ nhàng, an vui, mạnh khỏe đấy. Măng nó mọc nhiều ghê nhỉ. Hai cây bồ đề để trồng nó lớn nhanh không? Để trồng một bắp chân. Đi qua thăm các cụ rất bình yên. Yêu thương và tha thứ. Đây là nhà dân làng cho thầy trò mượn. Thầy trò mượn làm chỗ, nhớ mùa kia có khách đông. Thất cô giáo Oanh. Anh Thúy Hồng. Một không gian thanh bình, gọn gàng, sinh thái giữa lòng thành phố. Nó tạo cho thành phố một nét rất là đẹp ở một góc. Chào cụ. Cụ cho thầy mượn cái gậy không? Cụ đi hai chân thôi. Không ngã nhau đi được. Già đến chắc gần 100 tuổi rồi. Con đường kinh hành thân quen của mọi người. Đây là con đường kinh hành phía ngoài, không phải đường kinh hành bên trong. Trong các khu chuyên thì có đường kinh hành nội bộ, nhưng đây là đường kinh hành chung. Thầy cũng trồng hoa râm bụt cảnh quê. Sớm tối bà con dân làng xung quanh thành phố họ vui, họ đi bộ, họ dưỡng thân dưỡng tâm, họ đi bộ hành cho khỏe mạnh. Ở đây là một hàng hoa râm bụt dài, hàng hoa dài nhất Việt Nam, hoa râm bụt quê, gần 2 cây số, do phụ nữ, hội phụ nữ phường Hợp Minh trồng. Thầy trò đề xuất phường họ tổ chức trồng.
chúng ta đi ra con đường kinh hành chung. Bên này có mấy cây lát phường họ trồng sống hết đây này. Thế trồng dặm cái đinh vào đấy con ạ. Con đường kinh hoành này rất thân quen với học trò Nam Bắc bốn phương đã về đây. Bây giờ nó có hàng đâm bụt thì chắc nhiều người không nhận ra. Đây là con đường kinh hành ngoài đồng, mọi người hàng đi hàng ngày, sớm tối. Nhiều trò nhớ làng, nhìn thấy con đường này. Nhận ra con đường mình đã từng đi. Con đường này nuôi dưỡng hàng ngàn thân tâm khỏe mạnh. Buổi sáng đi hai vòng là hết 4 cây số. Tối đi hai vòng là hết 4 cây số. Con đường này là tập mọi người tập đi kinh hành trong cảnh động, mà tập đi kinh hành đường dài, dưỡng thân tâm an lạc, loại trừ các phiền não. Đi kinh hành đường dài giúp cho Đức Phật dạy đi kinh hành đường dài. Thứ nhất, có các lợi ích, ví dụ tiêu trừ bệnh tật. Cái thứ hai là tiêu hóa thức ăn bất tịnh. Thứ ba, đạt được các định trên đường đi. Định, định là sự an định. Cái nữa là tiêu trừ hết những cái chướng ngại phiền não. Đi kinh hành là một liệu pháp rất tốt cho người mới tu hành, bước vào tu hành phải đi kinh hành, gọi là thân hành niệm ngoại. Bà con bên xã bên đang đây, thầy trò mấy phường tổ dân phố làm cái chòi cho mọi người nghỉ ngơi. Đây là con sông nhỏ chảy ra sông Hồng. Kia là các bãi lau sậy, cây đa ông tổ trưởng dân phố cũ ông trồng kỷ niệm này. Đây là cái chòi nghỉ của một thầy trò và dân làng. Dung lượng hết 1 tiếng chưa các con? Đi quanh làng hết 1 tiếng đồng hồ. Chim chóc rồi, chim bay đầy đường. Đất lành, chim đậu. Nếu miền quê nào cũng như miền vùng này của Yên Bái thì khách thập phương sẽ đổ xô về đất nước ta chiêm bái điều lành. Đất nước mình thật là đẹp, đất nước mình thật là đạo đức, đất nước mình môi trường sạch đẹp, đất nước mình con người đạo đức, đất nước mình không có những cái cảnh nhân khổ đau, không khổ mình, không khổ người.
Đây là một điều minh chứng làng Nguyên Thủy, làng Phật giáo Nguyên Thủy Yên Bái, chính là một minh chứng hùng hồn cho lời Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Đó là người tu hành ở đâu thì thiên đàng cực lạc, ở đó tu hành đúng chánh pháp. Khổ đau xua tan ngay đến đó. Đời sống đạo đức, đạo Phật là đạo đức, mà đạo đức là giải thoát. Cho nên mọi người đừng có mường tượng tu chứng đạo là cái gì. Cứ đọc cái bài kệ của Đức Phật ấy. Ta gọi người trưởng lão chưa hẳn đã xuất gia. Dù là tăng ni hay là cư sĩ biết tu thì cũng là người chứng đạo. Tu gốc nghiệp lành này phân biệt ở chánh hạnh. Nếu rõ pháp như thật, vô hại đối quần sanh. Vô hại ở đây là mình không gieo ra khổ đau, không khổ mình, khổ người. Thân khẩu ý lành, miệng nói lời lành, an lành, chân chính. Thân làm việc lành, sống an lành, chân chính. Ý luôn thanh thản việc lành. Ba hạnh thanh tịnh. Bỏ đi các tu hành là để bỏ đi những cái dục thú, những cái thói quen thú tính trong con người mình, để trở thành một người toàn thiện, thành một con người hoàn thiện, để tiến tới thiền định, tiến tới một đời sống an định mà khai mở trí tuệ. Thầy có nói về sơ thiền đó. Sơ thiền không phải như ngoại đạo đâu, người ta nói đâu, người ta bịa lời Phật đâu, kiến giải lời Phật đâu. Sơ thiền như thầy nói, trưởng lão nói, thầy nói, thầy giải thích rõ hơn nữa, rõ lắm rồi đó. Thiền của đạo Phật là thiền hết sức tự nhiên, đi đứng nằm ngồi ăn ngủ nói nín làm việc đều là thiền. Thiền tứ niệm xứ mà. Người không hiểu tu sẽ tu mắc cái bệnh như ngoại đạo lâu nay. Mắc cái bệnh như Phật giáo phát triển sai trái. Sinh ra ức chế. Chứ tu việc tu đạo Phật hết sức dễ dàng. Giải thoát rõ ràng. Hết sức dễ dàng. Chứng đạo rõ ràng. Con đường này còn gần một cây số nữa, xa lắm. Ở đây là phường huy động dân chúng trồng, hội phụ nữ trồng. Chị em phụ nữ còn làng cung cấp giống cây. Giống cây sinh thái là do làng cung cấp. Làng cùng chung tay, còn phường trồng, đoàn kết, đoàn kết cả ngay cả giữa người bản thân chúng ta, người dân và chính quyền. Đạo Phật là sống dạy con người sống từ thù hận đi đến yêu thương, từ bất hòa tranh chấp đi đến an hòa, đi đến đoàn kết, từ khổ đau đi đến an vui. Thầy trò ở đây sống rất đoàn kết với chính quyền, với bà con nhân dân. An hòa, lặng lẽ, bình yên. Có cái gì không đúng thì giúp đỡ nhau, bảo nhau. Không bao giờ sống ác với nhau. Chính quyền ở đây cũng rất ít người ác với làng. Người ta vẫn tạo điều kiện giúp đỡ, cho nên làng mới có ngày hôm nay, thầy trò mới có ngày hôm nay. Còn mình cũng không bao giờ mình ác với... sống ghen ghét với người dân, hoặc là sống bực tức chống đối chính quyền.
Đạo Phật là đạo của hòa bình mà. Camera nó còn phát không các con nhỉ? Đi lâu quá rồi. Quay video con đường kinh hành này lên rất nhiều học trò nhận ra con đường thân quen của mọi người. Cả ngàn học trò nhận ra. Con đường của chúng ta, con đường lòng yêu thương, con đường của sự an vui. Thôi xa lắm rồi, còn một nửa, mới đi được một nửa đường. Thầy quay về thôi. Khí hậu Yên Bái tuyệt vời, mùa hè cũng mát mẻ, mùa đông không lạnh lắm, cây cối quanh năm tốt tươi. Thế đây là một xung quanh làng này, là những dãy núi bao quanh. Ở đây là những cột đèn năng lượng mặt trời nhé. Ban đêm nó tự sáng, ban ngày nó tự tắt. Sinh thái. Xung quanh làng là những dãy núi mây mù, mây che phủ quanh năm. Phường cũng trồng cau đang lên, cau quê. Kia có đàn cò trắng kìa. Đấy. Những đàn cò trắng bây giờ gần như biến mất. Nhiều nơi giờ không ai còn nhìn thấy đàn cò nữa. Đấy, làng tu, làng Nguyên Thủy Tận bên kia. Thầy như đã hứa, thầy giới thiệu tổng quan làng Phật giáo Nguyên Thủy Yên Bái trước khi thầy tiếp tục đi lên Lào Cai, lên tỉnh Lào Cai. Ước nguyện xây dựng cùng huynh đệ cũ, anh em bạn bè, xây dựng một trung tâm an dưỡng như lời ước mong của trưởng lão Thích Thông Lạc, tạo duyên lành cho đời, giúp cho những cái mảnh đời bệnh tật khổ đau buồn khổ, đất nước mình nó được yên vui thêm. Trưởng lão của A-la-hán không phải là cái người vô tích sự, ngồi lù khù trong hang, trong thất đâu, rồi xưng là cao tăng đắc đạo đâu. Hiểu sai lời Phật, tu sai pháp, tu sai đường. Trưởng lão 32 năm làm việc vất vả, vui vẻ, hòa thuận, vất vả, hy sinh nuôi dưỡng các trò tu, lập tu viện Chân Như. Trước sóng gió gian nan, không dao động, không động tâm. Nếu tâm thầy Pháp Lưu bất không bất động, thì trải qua bao nhiêu sóng gió 4 năm qua, cái làng này không bao giờ hình thành được. Thầy đổ ngã thì trò sẽ bỏ chạy, sẽ gục ngã theo.
Cho nên tâm thầy luôn bất động trước mọi khó khăn, trước mọi cảnh đời, trước mọi sự. Thậm chí có những lúc bị xúc phạm, vu vạ, vu khống, đặt điều. Thậm chí có những lúc bị chèn ép. Vẫn vui vẻ, tâm bất động là cái tâm luôn vui vẻ, thanh thản, không động, không sầu. Đức Phật dạy khi đứng trước cảnh đời, tâm không động, không sầu. Lúc nào vui vẻ, nào thanh thản. Đấy là người tu chứng đạo Phật là như thế. Nghĩ tu chứng nó là cái gì đó. Với những danh từ mỹ miều của tối thượng thừa, mỹ miều đặt ra, nào là cao tăng đắc đạo thế này thế kia, tưởng tượng rồi tu sai đường. Đạo Phật là đạo đức giải thoát. Trưởng lão liên tục nhắc đi nhắc lại, đạo Phật là đạo đức giải thoát. Đạo đức ở đây là giới đức, giới hạnh và giới hành. Giới hành tức là đời sống thanh tịnh, thanh bần, giản đơn, nhàn tịch, không ác, không uế. Giới đức là đời sống đạo đức, nhân bản, nhân quả. Giới hạnh tức là cái phạm hạnh của một con người, uy đức của một con người, oai nghi chánh hạnh của một con người, không làm các việc ác. Giới luật là một nền tảng căn bản của đạo đức. Giới luật chính là để dạy chúng ta đạo đức. Giới luật không phải là cái thứ mà chèn ép, đè nén, gông cùm đeo cho con người. Mà giới luật là một đời sống tự nguyện, hướng đến. Hiểu sai nó đi, sai một trưởng lão bảo sai một ly đi một dặm. Cho nên các trò của thầy tu sai hết. Mắc cái bệnh thượng thừa, niệm như thượng thừa. Suốt ngày ngồi tác ý tâm bất động, nó có bất động đâu. Sinh ra tưởng, gò tâm gò thân sinh ra tưởng, lọt tưởng. Suốt ngày đi kêu là ông Pháp Lưu tu tưởng, ông có thần thông, ông có cái gì. Đó là cái điều mà các vị không có hiểu. Ngay trưởng lão nói thầy có tam minh lục thông. Nếu có ngài Đại Lai Lạt Ma có đến, ngài thầy cũng sẽ thể hiện thần thông cho vị thấy. Đức Phật có lần phải thể hiện thần thông để độ cho hai thanh niên Bà La Môn. Thần thông chỉ được sử dụng vào cái việc độ mạng và độ người mà cứu mạng mình. Hai việc chân chính để cho tránh cái điều ác. Thần thông đâu phải tu sai, không tu thần thông. Nhưng người đã vào đến tứ thiền thì lấy tam minh lục thông ra chơi dễ như thò tay vào túi áo. Nhưng cái quả tam minh lục thông nó không cần thiết. Thực sự không cần thiết. Chỉ là cái kiểm nghiệm lại thôi. Không phải là mục đích tu hành. Trưởng lão dạy đi dạy lại, mục đích tu hành là tâm bất động trước cảm thọ và các ác pháp. Nó không nhận thấy những điều lợi lạc. Sau đây chúng tôi ghi ra để cho những người hữu duyên với chánh pháp của Đức Phật. Đạo Phật không phải tu luyện thần thông. Con đường đó là con đường sai. Nhưng đạo Phật ấy, tu đến thành quả thì lấy thích lấy thần thông dễ có gì đâu. Những rặng chuối thầy trồng cả bãi chuối. Xưa thầy trò nghèo, những ngày về đây thầy trò, thầy nuôi các trò nghèo. Lúc cái gia đình thì còn đang hiểu lầm thầy là giận hờn rồi. Ruồng bỏ thầy, vì thầy thì bỏ quan trường đi tu, cả dòng họ ai cũng tức giận. Sau mấy năm trở về, gia đình không còn muốn nhìn mặt thầy.
Và thầy về đây nhờ nương nhờ bà ngoại thầy nuôi các trò. Thầy trồng rất nhiều chuối, bán để lấy tiền nuôi trò. Khổ mà vui thế đó. Giờ vẫn còn mấy bãi chuối, cho nên các trò hay đùa là làng mình gọi là làng chuối thầy ạ. Chuối rất nhiều buồng. Bác à, bà con làng bên đi làm đồng về đi qua đây. Thôi thầy chào mọi người ở đây. Chúc mọi người, anh em huynh đệ, chúc các quý thầy, chúc các học trò làng Nguyên Thủy một ngày mới tốt lành. Chúc mọi người thực hiện cái lời răn dạy của trưởng lão Thích Thông Lạc, chánh pháp như mầm cây mới mọc. Trẻ con, chánh pháp như mầm cây mới mọc, phải có sự đoàn kết của tăng ni, Phật tử, cư sĩ bốn phương. Đoàn kết là vĩ đại, chia rẽ có nghĩa là chết. Cho nên chúng ta đứng trước khó khăn gian nan, chúng ta chung lưng đấu cật, cùng chung sống, tổ chức đời sống tốt để tu hành, đó mới là người biết tu thật sự. Chúc mọi người luôn an vui, luôn đoàn kết, luôn hướng về chánh pháp lành, luôn sống theo điều lành và đạt những quả tốt lành cho mình, cho gia đình và cho xã hội này.